Để đây con nói nghe nè. Cái gì mà kêu giật ngược giật xuôi à? Trời đất ơi, chị Tấm. Sao? Con nói chị Tấm. Tấm nàng hiếp con hả? Trời ơi, con chưa có nói xong mà mẹ nhảy vô, mẹ cắt lời của con. Chị Tấm chị hiền muốn chết. Con không ăn hiếp chị thôi chứ, làm gì chị ăn hiếp con. Chứ sao? Ý con nói á, là chị Tấm á, chị ăn cắp cơm nhà mình, chị đem ra ngoài đây, chị cho ai ăn nè mẹ ơi. Trời ơi, nhà không có ăn mà nó đem nó cho ai? Đâu, con nói đi, cho ai mẹ đi đòi lại đâu? Đâu có biết. Ủa? Sao con nói? Con nghi. Ủa, làm sao? Trời ơi, bây giờ mày đứng né né ra nè, con diễn tả cho mày coi nè. Trời ơi. Mẹ. Ghê chưa? À, làm lại lần nữa đi mẹ chưa hiểu. Trời đất ơi, mẹ mụn gì đâu mà nói hoài không hiểu. Ý con nói á, là chị Tấm ngày nào á, chị cũng cầm chén cơm trên tay nè, chị bước ra, chị nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, quyết định đi tới cái giếng. Chị rải cơm. Đó, mẹ thấy ghê chưa? À, vậy là nó đem cơm nhà mình cho người ta ăn dưới đây phải không con? Trời ơi, mà chị rải cơm ghê lắm chị mẹ ơi. Chị rải cơm, cây con này, cả một cái chén cơm nó chìm hẳn xuống dưới đáy giếng. Nước giếng sôi lên ùn ụt, khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Rồi kia sao con? Rồi kia mẹ biết rồi, rồi kia sao? Rồi kia mày làm gì mày cứ rồi kia hoài vậy? Trời ơi, thì phim ăn gốc tụi nó rồi kia tự nhiên giờ con nói rồi kia mày là con. Ý con nói á, là cả một chén cơm nó chìm hẳn xuống cái đáy giếng. Mẹ thấy ghê không? Bình thường có một hộp cơm bỏ xuống là nó đục ngầu cái giếng, đằng này nước trong khe. Chưa hết đâu, chị Tấm mỗi lần mà chị rải cơm con nghe chỉ còn nói cái gì mà thần chú phù thủy gì đó. Mà con nghe có cái câu mà bóng yêu bóng quý của chị ơi, nên con chắc chắn ở dưới đây là một con cá bóng. Đâu, ra mẹ coi coi ai dưới đây. Làm gì có ai đâu. Trời ơi, mày ráng coi kỹ giùm con đi. À, mẹ thấy rồi. Thấy mẹ. Đẹp quá. Trời ơi, ai mẹ? Bóng mẹ dưới giếng. Trời đất ơi, thiệt luôn á, chát mệt mỏi. Em nhìn xuống đây có mặt kìa. À, mẹ ơi, con thấy rồi. Đẹp quá. Ai? Bóng con dưới giếng. Trời ơi, đâu phải bóng mẹ. Trời ơi, bóng con. Bóng mẹ. Bóng con. Bóng mẹ. Hai mẹ con mình đều đẹp. Mẹ đẹp hơn. Có đẹp hơn. Mẹ đẹp hơn. Có đẹp hơn. Mẹ đẹp lão. Có đẹp trẻ. Ủa, làm sao? Trời ơi, mẹ nói lung tung lộn xộn hồi. Con nói, con đâu có nhớ. Ý con nói là chị Tấm chỉ ăn cắp cơm, chỉ đem ra đây chỉ rải cho cá bóng nó ăn. Mẹ thấy ghê, đứa em trợn vô lấy chén cơm ra nè. Trời ơi, cái con này nó gan quá ta. Con này. Rồi dần sao mẹ? Đổ chén cơm xuống rồi đọc đi. Quên mất tiêu câu rồi. Đi hỏi người ta đi. Trời ơi, gì mà tự nhiên bắt con hỏi suốt ngày thiệt. Như vậy ạ? Anh ca sĩ nằm dính thân mẹ ơi. Mẹ mê anh không? Mẹ mê. Anh mê con. Anh đang bắt tim con. Anh Hưng ơi, anh Hưng cho em hỏi. Bây giờ em muốn kêu con cá bóng lên, em nói gì ha? Không nói luôn mẹ ơi. Để đâu nghe cho, đi hỏi người khác đi. Trời ơi, thiệt mà. Bán bóng bong bong. Mẹ ơi, anh ca sĩ Quang Linh mẹ ơi. Trời ơi, mẹ thích, mẹ thích không? Anh không thích con. Xui.
minh quá, mà sao con thiếu có chút xíu à? Thiếu một chút xíu? Trời đất ơi, nói nào nghe, nãy giờ chị Kim Oanh ngồi đây hè, chị thiếu có chút xíu à? Chị Kim Oanh cho em hỏi. Mà hỏi em nhớ rồi. Dạ, chị kêu em bông bông băng băng tặng này. Nói chung em xin cảm ơn nha, nhưng mà em đang diễn chung kết. Chị Trang, chị chờ em diễn xong em nhận nha. Trời ơi. Mê, mê con. Rồi bây giờ sao? Nhớ rồi. Rồi đọc cho mẹ nghe đi. Đọc đi. Thôi thôi mà con run quá mẹ ơi. Trời ơi, ta nói có mẹ ở đây, đọc đi. Thôi mà con run quá mẹ ơi. Đọc đi. Thôi con run. Tao tán à. Con nhớ chị Tấm chỉ nói gì mà bóng bàn, bóng bàn đâu á. Bóng bàn là SEA Games tao thi bà nội ơi. À rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Bán bán bông bông. Tao bóng bóng bàn bàn chứ bán bán bông bông cái giống gì con này. Bóng bóng bán bán. Nhẹ nhàng, lạnh lót, du dương, mềm mại. Lên nắng cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Này mày lên trên tới thiên đình luôn rồi đó. Xuống, đáp xuống, đáp xuống. Chờ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Này ngay cửa ngục luôn nè. Ngay cửa ngục luôn rồi đó. Lưng lửng thôi. Chưa ăn cơm hâm cháo qua nha ngươi. Đọc về á, cái bóng nông lên mà voi đó, tới dặm hai mẹ con mình á. Trời ơi, chứ giờ sao khó khăn quá à. Đọc cái gì mà ngang chàng hà. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hâm cháo qua nhà người rồi đó. Hết rồi. Có lên đâu. Sao lạ ta, chắc một chén không đủ để mẹ. Trời ơi, bóng ơi, em ráng lên giúp chị đi bóng ơi. Lên đi mà bóng. Bóng ơi. Khoan khoan khoan, phụ mẹ trút xuống qua. Đừng ăn. Ngon ngon, cơm ngon. Thôi đừng ăn cơm thiêu mà ăn gì không biết. Trời ơi, chát mẹ ghê, mày tập trung giùm con đi, thiệt mệt quá à. Bông bông bàn bàn, bông bông ý bàn bàn. Lên ăn cơm bạc và cơm vàng nhà ta. Bông bông bang bang, bông bông ý bang bang. Giờ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Giang ra để mẹ. Bông bông bang bang, bông bông ý bang bang. Giờ ăn cơm bạc và cơm vàng nhà ta. Bông bông bang bang, bông bông ý bang bang. Giờ ăn cơm hầm cháo qua. Trời đất ơi, Vũ đàn ông. Trời ơi, nói nào ngay, hôm nay con thi chung kết. Nó lấy cái bộ đồ 12 tuần trước con thi, nãy ra nó phá con nè, mẹ coi chịu nổi không? Để mẹ nhẹ nhàng với mấy anh chị thôi. Quỷ yêu đâu không à. Đi vô. Em thề em không kêu ra luôn á. Tiền đâu mà em kêu ra. Điên rồi chắc, trời ơi. Xin lỗi mẹ à. Rồi tao cảm ơn mày luôn à. Tự nhiên mày xin lỗi tao nghe hả? Tự nhiên căng à. Rồi bây giờ sao đi nè? Ai biết đâu, giờ hát mát súp rồi nông lên thì biết sao? Quậy lên cho mẹ. Ôi, quậy lên. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái bóng gì mập vậy mẹ ơi? Phải bóng không? Thôi mày sợ nha. Coi là con hơi sợ rồi đó nha. Em ơi, tự đâu ra đi cưng, tự không ai lên nổi hết. Bự quá, tự đi ra đi. Đứng im nghe, đứng im nè.
Đứng im, tao già tao mệt rồi nghe. Đứng im ơi. Đứng im. Cưng. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Cưng. Cưng thấy chị mặc kéo nằm nó có đẹp không? Để lá đầm mẹ chưa bao cho chị đó. Em muốn mặc thử không? Muốn hả? Mẹ ơi, mặc mặc cái mẹ ơi. Để mẹ, để mẹ. Trời ơi. Bây giờ mình chơi một trò chơi nha. Bây giờ mình chơi trò gì em biết không? Đây là trò bắt cá. Hey! 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 Chú nội với chị Nhật Trưng. Một tràng pháo tay lớn nữa dành cho Duy Khánh được không ạ? Quá tuyệt vời thưa quý vị. Xin được cảm ơn Lê Minh Ngọc đã hỗ trợ cho Duy Khánh trong phần này, trong trích đoạn tấm cám qua phần hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Còn Duy Khánh